bằng yêu cầu công việc nông nghiệp. Tôi tên là Đường Văn Phú, sinh ngày 6 tháng 6 năm 1992, số hộ chiếu PCP00309610. Tôi đã trúng tuyển đơn hàng chủ sử dụng khâu gặp nhân, địa điểm đào viên Đài Bắc, hợp đồng 3 năm, số lượng 4, giới tính nam nữ, chiều cao 1m55 tới 1m60, nặng 50 tới 65 tuổi, 25 tới 45, học lực không yêu cầu, tình trạng hôn nhân đã kết hôn, kinh nghiệm không yêu cầu khác, yêu cầu người lao động tuân theo sự quản lý sắp xếp công việc của chủ, yêu cầu làm công việc gì thì làm công việc đó, thời gian học việc chưa thạo, việc có thể chưa đang tăng ca, cần phải phối hợp với sắp xếp của chủ. Chủ sẽ nghiêm túc học tập, tuyệt đối không có thái độ không phù hợp hợp tác khi được sắp xếp tăng ca. Nếu có thái độ không tốt, lao động sẽ nỗ lực ngoan ngoãn phù hợp thật tốt, công việc sẽ chịu dụng không phối rõ ràng, sẽ làm những công việc mà chủ giao phó, công việc chính sẽ làm ngoài trời nắng nóng hoặc lạnh giá, bụi bẩn phun thuốc sâu dù có phối hợp tăng ca đổi ca theo sự sắp xếp của chủ sử dụng, tuân theo mọi quy định quy tắc của chủ sử dụng đặt ra. Sản phẩm trồng và thu hoạch các rau củ quả, môi trường làm việc, công việc chủ yếu là làm cánh đồng, xới đất, nhặt cỏ, chăm bón cây, bê bát phân bón, tưới cây, phun thuốc sâu hoặc đóng gói. Công việc mùa hè phải đi làm sớm từ lúc 4 giờ 30 đến 5 giờ làm chiều, có thể làm muộn về muộn nông trường. Khi biết hết vụ mùa, chủ sẽ sắp xếp làm công việc của hộ khác để bảo đảm thu nhập cho người lao động. Mức lương 26.400 đài tệ. Ngoài ra, chủ đã thỏa thuận với sự chủ của chủ sử dụng phí ăn trừ 2.500 tệ. Dự kiến xuất cảnh ngày 12 tháng 7 2023. Hình thức tuyển chọn form, tôi đã đọc hiểu rõ nội dung công việc. Khi tôi sang Đài Loan làm việc, tôi đồng ý ý kiến và bằng công việc này, và tôi không có bất kỳ ý kiến thắc mắc và kiện cáo gì. Tôi cam kết sẽ làm hết hợp đồng như đã ký, tuyệt đối sẽ không phá hợp đồng về nước hoặc xin chuyển chủ bất kỳ lý do gì. Nếu tôi xin chuyển chủ, tôi sẽ không nhận lại được bất kỳ phí nào của từ môi giới. Tôi xin cam kết này trong hiện trạng hoàn toàn minh mẫn. Hà Nội, ngày 11 tháng 7 2023. Họ lao động, họ và tên người lao động Đường Văn Phú, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Bản cam kết hiểu rõ hợp đồng. Tôi tên là Đường Văn Phú, số hộ chiếu P00303960, sinh ngày 6 tháng 6 năm 1992. Tôi đã hiểu rõ công việc của tôi đã làm trồng rau thu hoạch củ quả. Công việc chủ yếu là làm ngoài trời, cánh đồng, xới đất, nhặt cỏ, phân bón cây và phân bón, phun thuốc sâu, trừ sâu, thu hoạch, đóng gói. Công việc làm mùa hè phải đi làm lúc
sớm từ 4:30 sáng, buổi chiều có thể đi làm muộn hơn để phù hợp với công việc. Còn các mùa còn lại thì sẽ theo tình hình thời tiết trong công việc. Khi đi làm hết việc, nhà chủ có thể sắp xếp sang nông hộ chủ khác làm việc để tăng ca thu nhập. Sau khi chủ yêu cầu mùa thu hoạch tăng ca nhiều ngày, tôi có thể đáp ứng được, sẽ giờ tăng ca, chủ trả lương sẽ không giống như trong công xưởng chủ sử dụng của tôi. Chiều chi rắn khâu cấp nhân khu vực đào viên Đài Bắc, hợp đồng 3 năm. Tôi viết cam kết này chứng minh cán bộ công ty Bảo Ngọc đã nói rõ công việc, giờ giấc làm việc quy định, ký túc đây sẽ là bằng chứng tôi nói dối. Nếu có sau này bảo công việc, đây cũng là bằng chứng mình tôi nói dối, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Phú, Trưởng An Phú.